Và chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Ba Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường chính Hà Huy Giáp và nằm ngay sát với ngã tư ga nha. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Một căn nhà rất đẹp, hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Thế Trạch. Một căn nhà hẻm một xẹt, hẻm thông, kinh doanh buôn bán, hẻm rộng tới 15m nha quý chị. Và đang được chủ nhà giao bán với giá hơn 6 tỷ đồng một tí xíu thôi. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp nha. Tây Tứ Trạch, Tây Nam nha. Đường trước nhà rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, điện âm. Khu nhà sát với trục đường chính Hà Huy Giáp, cách đường có khoảng tầm 20m đi bộ thôi. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển ra trục đường phía ngoài nhá. Căn nhà đường thông, vị trí rất đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Và nhà mình thì cực kỳ rẻ thôi, chỉ có giá bán là 6 tỷ 350 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nhá. Đấy, cái trục đường chính Hà Huy Giáp có tầm 20m thôi. Phía ngoài là trục đường Hà Huy Giáp nha quý anh chị. Căn nhà rất đẹp, vị trí sát đường chính. Bây giờ em quay thì cũng hơn 9 giờ rồi nên là dân cư đi lại cũng hơi vắng đoạn này nha. Nếu mà tầm dưới 8 giờ thì khu này rất là đông xe. Đường thông nha, một căn nhà mặt tiền đường thông, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Chúng ta làm spa rất là tuyệt luôn. Căn nhà mình thì chúng ta có thể mua làm spa rất đẹp luôn nha anh chị. Đường rộng 15m, xe hơi đậu trước cửa nhà, khu nhà đã ở hết rồi. Đường thông, kinh doanh mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Đấy, căn nhà rất VIP nha. Đường rất đẹp luôn. Đường cực kỳ rộng, cực kỳ thoáng nha anh chị. Khu đồng bộ rất là sang, xe hơi đậu trước cửa nhà, nằm ngay trục đường Hà Giáp, ngay ngã chân cầu vượt ngã tư ga, cách quận Gò Vấp trục đường Nguyễn Oanh khoảng tầm 500m thôi. Một căn nhà rất đẹp với vỉa hè rộng tầm 3m, anh chị đậu thoải mái xe hơi phía bên ngoài. Căn nhà mình là căn nhà mặt tiền đường thông, rộng 15m, sát với trục đường chính Hà Giáp và khu nhà đồng bộ khoảng tầm 30 căn. Vị trí rất tuyệt vời để cho những anh chị nào muốn mua làm spa, làm văn phòng chính, văn phòng công ty. Với con đường rộng 15m sát trục đường chính Hà Giáp, ngay chân cầu vượt ngã tư ga nha, cách quận Gò Vấp có 500m thôi. Căn nhà mình thì vừa mới làm xong, sổ hồng đang hoàn công nha anh chị, vay ngân hàng thoải mái. Nhà này chắc phải vay được tầm 4 tỷ nha. Phía bên trong này chúng ta sẽ được bố trí một lớp cổng sắt CNC sơn màu đồng, và bên trong thì có cửa cuốn nha. Bên trong có cửa cuốn, căn nhà tân cổ điển rất là đẹp, ngang 4m2, dài 15m. Phía trong này thì ốp toàn bộ là sàn gạch 80 gạch Ấn Độ nha anh chị. Ở khu vực này thì chủ nhà làm có đổ bê tông, chúng ta di chuyển xe hơi lên thoải mái. Khoảng này dài rất là dài, dài phải tầm 7m, anh chị đậu thoải mái xe hơi nha. Phía trong đây thì hai bên tường thì được ốp gạch lên cao tầm 1m2, có chạy chỉ nhựa, và trên thì có tranh màu đá thành công và một bức tranh phong thủy nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, rất sang, đẳng cấp. Và hướng Tây Nam, vị trí sát đường chính, có tặng nội thất như là sofa, bàn ăn.
Đấy, căn nhà rất đẹp nha anh chị. Trần thì bố trí thạch cao sơn dát vàng, cũng như là một cái đèn chùm vô cùng rộng lớn luôn. Đấy, kêu 63 năm vẫn còn thương lượng nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, vị trí sát đường chính, trục đường Hà giáp ngay ngã tư ga, đường thông rộng 15m, rất đẹp, rất là thoáng mát luôn. Bên này chúng ta có tủ rượu rất là rộng rãi nha quý vị. Và cầu thang thì ốp đá hoa cương sa mạc. Trụ và tay vịn là gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly, đóng xích rắc, đúc rộng tầm 90. Phòng bếp thì sẽ được làm tủ bếp gỗ sồi Nga và tặng lại một bộ bàn ăn mặt đá gỗ cam xe nha anh chị. Đấy, hai bên tường cũng được ốp gạch lên cao đụng trần. Trên có đèn chùm thạch cao và có sơn dát vàng. Chủ nhà kêu giá bán là 63 năm nhưng mà tầm 59 năm là bên Bá Hưng có thể hỗ trợ cho anh chị mua giá tầm 59 năm được. Nếu mà anh chị nào đang có nhu cầu mua để ở, mua đầu tư, mua cho thuê, đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời nha. Đấy, một căn nhà xây mới rất đẹp, ngang 4m2, dài 15m, thiết kế trệt lửng 3 lầu. Sau này thì hoàn công xong, chủ nhà sẽ làm thêm cái nhà vệ sinh ở phía sau này nha. Thiếu một cái nhà vệ sinh ở phía sau đây. Đấy, căn nhà rất đẹp nha quý anh chị. Kêu 63 năm nhưng mà bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị thương lượng một cái mức giá chỉ có chốt chỉ có 5 tỷ 950 thôi. Đấy, giá chốt cứng luôn nha, là giá bên em hỗ trợ cho anh chị mua để ở. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Vị trí đường rộng 15m, đường thông. Kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, thuận tiện làm spa, văn phòng phẩm, văn phòng công ty. Đấy, vị trí rất đẹp, rất VIP luôn. Và cùng em di chuyển lên phía bên trên khu vực tầng lửng nha. Cầu thang toàn bộ ốp đá hoa cương sa mạc, tay vịn gỗ gò đỏ nha. Sẽ được thiết kế một cái bộ cửa kính để chúng ta làm phòng máy lạnh. Ở đây thì được ốp sàn gạch giá gỗ và chúng ta được ốp nhựa PVC lên tường, có tặng lại sofa da trị giá 25 triệu. Trên thì được làm trần thạch cao, đèn chùm và trần sơn dát vàng vô cùng đẹp đẳng cấp luôn. Có cửa sổ ra phía sau. Căn nhà với vị trí rất là hấp dẫn, rất là đẹp, vừa mới xây xong, sổ hồng đang hoàn công. Chắc khoảng tầm 10 ngày thì ra sổ rồi, có giấy hẹn hết rồi nha anh chị. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. 63 năm thương lượng, anh chị nào quan tâm hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay và luôn để theo dõi những video mới nha. Và cùng em di chuyển lên không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Căn nhà vừa mới làm xong, mới cõng luôn, rất đẹp, rất đẳng cấp. Đất đây cũng đã 4 tỷ 1, 4 tỷ 2 rồi. Hẹp sát đường nha anh chị. Khu vực phòng ngủ thì được ốp sàn gạch giá gỗ và chúng ta được ốp nhựa và dán giấy tường một bên, còn đâu là sơn nước, trên thì được sơn dát vàng, đi sẵn đường máy lạnh hết rồi. Phòng ngủ khá là rộng, có ban công đúc ra ngoài tầm 1m rưỡi. Đấy, căn nhà rất đẹp nha, thiếu nội thất giường tủ nha quý anh chị, có rèm cửa đầy đủ hết rồi. Khu nhà đồng bộ và có trống vài lô đất thôi, về ở hết rồi nha, có chủ nhân hết rồi. Khu nhà rất đẹp, có cây xanh, vỉa hè, đèn đường, điện âm. Đấy, kiểu 63 năm thương lượng. Toilet riêng, có tới 5 phòng ngủ nha anh chị. Đây toilet này, bồn cầu khối, có vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Hướng Tây Nam nha anh chị. Đây là khu vực phòng số 2. Phòng số 2 của chúng ta thì cũng có cửa sổ ra phía sau. Phòng này thì rộng hơn phòng phía trước một chút nha. Cửa sổ cũng đã được làm khung sắt rồi. Đấy, phòng rất là rộng, rất là thoáng. Giá mềm. Anh chị nào muốn mua hãy gọi trực tiếp về Tem Hưng. Toilet riêng từng phòng nha. Lavabo bồn cầu khối hết luôn, gạch ốp cao đụng trần, vòi tắm sen thuyền. Đấy, anh chị nào đã có nhu cầu mua những căn nhà hẻm một xẹt sát đường và đường thông, kinh doanh buôn bán, thuận tiện kinh doanh, thuận tiện là văn phòng hoặc là chúng ta làm spa, đây là một sự lựa chọn rất là đẹp luôn. Thế này thì cũng được làm giống như bên dưới thôi. Đấy, 63 năm thôi nha quý anh chị. Hẻm sát đường, vị trí đẹp, có cửa sổ phía sau. Cách đường chính Hà Giáp có 2 đến 30 mét thôi, đi bộ ra rất là gần. Và nằm ngay trục đường Hà Giáp, ngay chân cầu vượt ngã tư ga, đi qua Gò Vấp có 5-600 mét thôi. Tiến về trục đường Nguyễn Anh có 5-600 mét thôi nha. Tiến sang khu vực sân bay đi khoảng tầm 15-20 phút thôi. Trên này là khu vực phòng số 5. Phòng này chúng ta có thể bố trí là phòng thờ cũng được, là phòng ngủ cũng được. Phòng này rất là rộng nha anh chị, có ban công đường trước, rất rộng, rất thoáng. Phòng này thì cực kỳ lớn nha.
Và phía đằng sau sẽ là không gian phòng giặt phơi đồ. Ở đây thì đã được làm khung sắt, có cầu thang sắt di chuyển lên trên, gốc gạch rất là sạch sẽ. Đấy, sát với trục đường hà giáp phía bên ngoài, hay có tí thôi. Đó, đường hà giáp này. Đây, đường hà giáp chúng ta cùng xem ra này. Nằm ngay phía ngoài. Và nhà mình thì cách ngã tư ga có 200m thôi. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.